Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn công nghệ lớp 7, trang 5 đến trang 10, sách cánh diều. Chủ đề thì ở phần công nghệ lớp 7 này chúng ta sẽ có hai chủ đề. Chủ đề 1 đó là trồng trọt và lâm nghiệp, và chủ đề 2 đó là chăn nuôi và thủy sản. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng theo dõi chủ đề 1 trồng trọt và lâm nghiệp, bài 1 giới thiệu chung về trồng trọt. Bài 1 giới thiệu chung về trồng trọt. Thì học xong bài này các em sẽ trình bày được cái vai trò triển vọng của trồng trọt, kể tên được các nhóm cây trồng phổ biến ở Việt Nam, nêu được một số cái phương thức trồng trọt phổ biến ở Việt Nam, nhận biết được những cái đặc điểm cơ bản của trồng trọt công nghệ cao, trình bày được cái đặc điểm cơ bản của một số ngành nghề phổ biến trong trồng trọt, nhận thức được sở thích phù hợp với bản thân với các ngành nghề trong trồng trọt. Thì mở đầu, thì các em quan sát các hình 1.1 ở đây, một số loại lương thực thực phẩm. Thì các em cho biết là các loại lương thực thực phẩm trong hình 1.1 này được làm từ sản phẩm của những cây trồng nào. Và hãy nêu thêm những cái ví dụ khác mà em biết. Thì các em thấy ở đây có nước ép cam, có những cái quả cam. Thì thực phẩm này được làm từ sản phẩm của cây cam. Rồi ở đây thì các em thấy có gạo và cơm. Thì các em thấy gạo và cơm ở hình B này được làm từ cây trồng nào? Đó là cây lúa. Rồi tiếp theo ở đây có những trái cà chua và sốt cà chua. Thì ở đây sản phẩm này được làm từ cây cà chua. Và tiếp theo ở hình D ở đây là đường, thì được làm từ cây mía. Như vậy thì các em sẽ cho biết đó là hình 1. Thì 1A, 1.1A đó là được làm từ cây cam. 1.1B từ cây lúa. 1.1C là cây cà chua. Và 1.1D là cây mía. Rồi hãy nêu thêm những cái ví dụ khác mà em biết. Ví dụ như là bột sắn dây thì được làm từ sản phẩm của cây sắn dây. Còn nước ép ổi thì được làm từ sản phẩm của cây ổi. Rồi thảo dược, rau má thì được làm từ sản phẩm cây rau má. Rồi tiếp theo là phần số 1 nhỏ, vai trò và triển vọng của ngành trồng trọt. Của trồng trọt thì trồng trọt là một cái hoạt động của con người tác động vào cây trồng thông qua các biện pháp kỹ thuật nhằm tạo ra những cái sản phẩm cây trồng phục vụ cho các mục đích khác nhau của con người. Thì đầu tiên 1.1 là vai trò của ngành trồng trọt. Thì ngành trồng trọt có những cái vai trò, đó là thứ nhất đó là cung cấp lương thực thực phẩm, thứ hai đó là cung cấp nguyên liệu làm thức ăn cho chăn nuôi, thứ ba đó là cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm, nhiên liệu sinh học, thứ tư đó là cung cấp các sản phẩm cho xuất khẩu, thứ năm là tạo việc làm, thứ sáu là góp phần tạo cảnh quan, bảo vệ môi trường, phát triển du lịch, giữ gìn bản sắc văn hóa. Thì các em quan sát hình 1.2, vai trò của trồng trọt thì ở đây có những cái sản phẩm, và các em hãy cho biết là các em hãy đọc nội dung ở 1.1 và cho biết hình 1.2 này thể hiện những cái vai trò nào của trồng trọt. Thì các em thấy ở hình A ở đây là bánh chưng. Thì bánh chưng này nó cung cấp như thế nào? Hình A 1.2A nó có cái vai trò đó là cung cấp gì? Ở đây có rất nhiều cái vai trò. Như vậy ở đây các em thấy hình 1.2A nó cung cấp lương thực thực phẩm. Rồi tiếp theo B,
Hình B này thì nó có vai trò như thế nào? Những cái cây này có vai trò đó là tạo cảnh quan, bảo vệ môi trường, phát triển du lịch, giữ gìn bản sắc văn hóa. Rồi, hình 1.2C ở đây nó cung cấp các sản phẩm cho xuất khẩu. Rồi 1.2D ở đây là cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến đồ mỹ nghệ nè, rồi thủ công nghiệp. Rồi tiếp theo 1.2E thì các em thấy là các sản phẩm trầm tròn ở đây cung cấp nguyên liệu làm thức ăn cho chăn nuôi. Rồi tiếp theo hình 1.2G thì nó cung cấp nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến nước giải khát, nhiên liệu sinh học. Nói như vậy đây là những cái vai trò của ngành trồng trọt theo các hình tương ứng. Như vậy ở đây vai trò của ngành trồng trọt, hình 1.2A có vai trò đó là cung cấp lương thực thực phẩm nè, 1.2B là tạo cảnh quan, bảo vệ môi trường, phát triển du lịch, giữ gìn bản sắc văn hóa. 1.2C thì cung cấp các sản phẩm cho xuất khẩu. 1.2D là cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến đồ mỹ nghệ, thủ công nghiệp. Rồi hình 1.2E là cung cấp nguyên liệu làm thức ăn cho chăn nuôi. Rồi 1.2G là cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến nước giải khát, nhiên liệu sinh học. Rồi tiếp theo 1.2, triển vọng của trồng trọt. Thì trồng trọt nó đóng vai trò quan trọng trong nền nông nghiệp Việt Nam và có nhiều cái triển vọng phát triển trong tương lai. Thì với cái lợi thế điều kiện tự nhiên đa dạng thì Việt Nam có nhiều triển vọng phát triển các vùng chuyên canh tập trung cho các loại cây trồng chủ lực như là lúa nè, cây công nghiệp lâu năm nè, cây ăn quả nè, cây rau, hoa, phục vụ cho nhu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước và xuất khẩu. Thì cái việc áp dụng các phương thức công nghệ trồng trọt tiên tiến, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp an toàn thì giúp cho nâng cao cái năng suất chất lượng sản phẩm. Thì người nông dân Việt Nam đã sáng tạo và ham học hỏi, sẽ chủ động cập nhật kiến thức công nghệ mới trong cái trồng trọt để mà góp phần nâng cao vị thế của sản xuất nông nghiệp Việt Nam. Thì câu hỏi ở đây đó là chúng ta hãy đọc nội dung ở 1.2 và cho nêu những cái triển vọng của trồng trọt nước ta. Và tiếp theo nữa là địa phương em vận dụng ở đây, địa phương các em hãy cho biết là địa phương em có những cái thế mạnh gì ở trong phát triển trồng trọt. Như vậy thì nội dung ở 1.2 có những cái triển vọng, nội dung của những cái triển vọng phát triển của trồng trọt ở nước ta đó là phát triển các vùng chuyên canh tập trung cho các loại cây chủ lực như là lúa, cây công nghiệp lâu năm, cây ăn quả, cây rau, hoa, phục vụ nhu cầu hàng ngày càng tăng của thị trường trong và ngoài nước, trong và xuất khẩu, trong nước và xuất khẩu. Rồi tiếp theo, cái triển vọng tiếp theo đó là áp dụng cái công nghệ cao, công nghệ trồng á, áp dụng cái công nghệ trồng trọt tiên tiến, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp an toàn thì giúp nâng cao cái năng suất nè, rồi chất lượng sản phẩm. Người nông dân Việt Nam thì luôn sáng tạo, ham học hỏi, sẽ chủ động được cập nhật kiến thức nè, công nghệ mới trong trồng trọt để mà góp phần nâng cao vị thế của sản xuất trong nông nghiệp Việt Nam. Thì đây là những cái triển vọng phát triển trồng trọt ở nước ta. Rồi ví dụ những cái thế mạnh trong phát triển trồng trọt ở địa phương mình, ví dụ ở những địa phương mình có những cái thế mạnh nào thì các em sẽ nêu ra. Thì ở đây cô ví dụ như là địa phương em thì có cái diện tích đất trồng rất lớn, chiếm ưu thế với cây lương thực là chủ yếu. Thì người dân có kinh nghiệm trong trồng trọt, rồi biết áp dụng khoa học kỹ thuật,
công nghệ trồng trọt tiên tiến giúp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Rồi tiếp theo số 2 nhỏ, các nhóm cây trồng phổ biến ở Việt Nam. Thì tùy theo cái mục đích sử dụng thì cây trồng được chia thành 4 nhóm chính, đó là cây lương thực nè, cây thực phẩm nè, cây công nghiệp và cây ăn quả. Thì tùy theo cái thời gian sinh trưởng cây trồng thì được chia thành hai nhóm, đó là cây hàng năm và cây lâu năm. Thì các em quan sát hình 1.3, đây là một số cây trồng phổ biến ở Việt Nam. Thì ở đây câu hỏi được đặt ra đó là cây trồng được chia thành những nhóm và nào theo cái mục đích sử dụng và theo thời gian sinh trưởng như thế nào. Như vậy thì các em thấy đây, thì cây trồng theo cái mục đích sử dụng và theo thời gian sinh trưởng thì cây trồng được chia thành 4 nhóm chính, đó là cây lương thực, thực phẩm và cây lâu năm, cây công nghiệp và cây ăn quả. Thì đó là những nhóm cây trồng. Rồi thì ở đây tiếp theo, ở trong hình 1.3, dựa theo hai tiêu chí phân loại mục đích sử dụng và thời gian sinh trưởng thì những cây trồng trong hình 1.3 thuộc nhóm cây trồng nào? Thì các em thấy ở đây có cây lúa nè, cây chè nè, cây ngô, cà phê, rồi đậu và cây xoài. Thì các em sẽ phân nhóm cây trồng này. Thì các em thấy ở hình A đây là cây lúa. Thì cây lúa ở đây đó là cây thuộc cây hàng năm, nó có thời gian sinh trưởng ngắn, đó là nên được gọi là cây hàng năm. Rồi tiếp theo ở đây là cây chè, thì đây là cây thuộc cây lâu năm. Rồi tiếp theo ngô, cây ngô ở đây cũng thuộc là cây hàng năm. Rồi cây cà phê ở đây là thuộc cây lâu năm. Rồi cây đậu nành thì đây cũng là thuộc cây hàng năm, và cây xoài thì thuộc loại cây là lâu năm, tại vì thời gian sinh trưởng nó rất là dài. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ nêu, thì theo cái mục đích sử dụng và thời gian sinh trưởng thì cây trồng được chia thành 4 nhóm chính, đó là cây lương thực, cây thực phẩm, cây công nghiệp và cây ăn quả. Thì những cái cây trồng trong hình 1.3 thuộc nhóm cây trồng. Hình 1.3A là cây hàng năm, 1.3B là cây lâu năm, 1.3C là cây hàng năm, 1.3D là cây lâu năm, 1.3E là cây hàng năm và 1.3R là cây lâu năm. Rồi hãy kể tên và phân nhóm một số cây trồng ở địa phương mà em biết. Thì cái phần vận dụng này sẽ tùy theo địa phương của em, thì chúng ta sẽ nêu một số cây trồng ở địa phương. Thì ở đây cô ví dụ như là ở địa phương chúng ta có bưởi, cây khế, cây táo, cây chuối, vân vân. Thì những cây này thuộc nhóm cây trồng lâu năm, ví dụ như cây mía, củ cải đường, các loại rau quả, dưa. Thì đây là thuộc nhóm cây trồng hàng năm. Rồi tiếp theo số 3 nhỏ, một số phương thức trồng trọt phổ biến ở Việt Nam. Thì một số cái phương thức trồng trọt phổ biến ở Việt Nam, thứ nhất là trồng ngoài trời, rồi trồng trong nhà có mái che. Đó thì đây là những cái phương thức trồng trọt phổ biến ở Việt Nam. Thì trồng trọt ở ngoài trời tức là cái phương thức trồng trọt mà các bước từ gieo trồng, chăm sóc
phòng trừ sâu bệnh đến thu hoạch đều được thực hiện ngoài trời với cái điều kiện tự nhiên. Còn trồng trọt ở trong, trồng ở trong nhà có mái che thì tức là chúng ta trồng ở trong nhà có mái che là cái phương thức trồng được thực hiện ở trong nhà kính nè, rồi nhà lưới, rồi nhà màng, nhà có mái che cho phép kiểm soát được các yếu tố khí hậu, đất đai và sâu bệnh, thì thường được áp dụng những cái vùng nắng nóng, khô hạn, băng giá hoặc là áp dụng cho những cây trồng có giá trị kinh tế cao. Thì các em quan sát hình ở đây 1.4, đây là một số cái hình ảnh về các phương thức trồng trọt. Thì trồng ở ngoài trời đó là hình A, hình C và hình E. Còn trồng trọt ở trong nhà có mái che đó là hình B, hình D và hình G. Thì câu hỏi ở đây đó là có mấy phương thức trồng trọt phổ biến ở Việt Nam, em hãy nêu tên và đặc điểm của những cái phương thức đó. Thì các phương thức trồng trọt phổ biến ở Việt Nam đó là trồng ngoài trời và trồng trong nhà có mái che. Thì trồng ngoài trời tức là gieo trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh đến thu hoạch đều được thực hiện ngoài trời, điều kiện tự nhiên. Còn trồng trong nhà có mái che đó là được thực hiện trong nhà kính, nhà lưới, nhà sàn, nhà có mái che cho phép kiểm soát được các yếu tố khí hậu nè, đất đai, sâu bệnh. Rồi thường được áp dụng những cái vùng khí hậu nắng nóng, khô hạn, băng giá vân vân. Hoặc là áp dụng cho cây trồng có giá trị kinh tế cao. Thì đây là những cái phương thức trồng trọt phổ biến ở Việt Nam. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ cho biết là chúng ta sẽ có cái phần luyện tập đó là quan sát hình 1.4 và cho biết một, trồng ngoài trời có thể gặp những vấn đề gì, hai, trồng trong nhà có mái che thì khắc phục những cái vấn đề đó như thế nào. Rồi 1.3 số 3 đó là hãy so sánh ưu nhược điểm của cái phương thức trồng ngoài trời và phương thức trồng trong nhà có mái che theo cái biểu mẫu ở phía dưới bảng 1.1. Đây, ở đây chúng ta sẽ so sánh ưu nhược điểm của cây trồng ngoài trời ở trong nhà có mái che. Như vậy thì quan sát hình 1.4, trồng ngoài trời, một, trồng ngoài trời có thể gặp các vấn đề đó là về khí hậu lạnh giá hoặc là khô hạn, nắng nóng, sâu bệnh. Còn hai, trồng trong nhà có mái che thì có thể kiểm soát được các yếu tố khí hậu, đất đai, sâu bệnh, thường áp dụng cho những cái vùng nắng nóng, khô hạn, băng giá hoặc là áp dụng cho cây trồng có giá trị kinh tế cao. Rồi tiếp theo số 3 là chúng ta sẽ so sánh ưu và nhược điểm của trồng ngoài trời và trồng trong nhà có mái che. Thì ở đây trồng ngoài trời, ở đây có những cái tiêu chí so sánh đó là về chi phí sản xuất nè, khả năng quản lý sâu bệnh, rồi cái khả năng thích nghi, rồi cái quy mô sản xuất, khả năng trồng trái vụ và năng suất cây trồng thân thiện với môi trường. Thì trồng ngoài trời thì chi phí như thế nào? Sản xuất, chi phí sản xuất thấp. Rồi khả năng quản lý sâu bệnh cũng thấp. Còn khả năng thích nghi với thời tiết thì cao, quy mô sản xuất thì cao, khả năng trồng trái vụ thì thấp, năng suất cây trồng thì thấp, thân thiện với môi trường thì cao. Còn đối với trồng trong nhà có mái che thì chi phí sản xuất cao nè, khả năng quản lý sâu bệnh thì cao. Rồi tiếp theo, khả năng thích nghi với quy mô sản xuất thì như thế nào? Thấp. Rồi khả năng trồng trái vụ thì cao, năng suất cây trồng thì cao, thân thiện với môi trường thì thấp. Rồi tiếp theo là số 4 nhỏ, trồng trọt công nghệ cao. Thì trồng trọt công nghệ cao là cái việc ứng dụng những cái công nghệ mới, tiên tiến và sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả, tạo bước đột phá về năng suất, chất lượng sản phẩm trong trồng trọt.
thì trồng trọt công nghệ cao có một số cái đặc điểm cơ bản sau. Thứ nhất đó là phát triển các phương thức sản xuất tiên tiến nè, thủy canh, khí canh, nông nghiệp chính xác, nông nghiệp thông minh. Còn ứng dụng cái công nghệ cao ví dụ như là cảm biến, là robot, máy bay không người lái, vật liệu nano, công nghệ sinh học, trí tuệ nhân tạo, kết nối vạn vật v.v. Thứ ba đó là sản xuất theo hướng công nghiệp hóa, tập trung tạo ra khối lượng sản phẩm lớn. Thứ tư đó là người quản lý và người sản xuất thì có kiến thức, trình độ chuyên môn giỏi. Và câu hỏi ở đây giúp chúng ta hình thành kiến thức ở đây đó là em hãy đọc cái nội dung ở mục 4 và nêu những cái đặc điểm cơ bản của trồng trọt công nghệ cao. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ cho luyện tập là chúng ta sẽ quan sát hình 1.5 và cho biết hình nào là trồng trọt công nghệ cao, vì sao, có những cái công nghệ nào được áp dụng. Thì ở đây những cái đặc điểm cơ bản của trồng trọt công nghệ cao đó là phát triển các phương thức sản xuất tiên tiến như là thủy canh, khí canh, nông nghiệp chính xác, nông nghiệp thông minh v.v. Còn ứng dụng công nghệ cao đó là cảm biến, robot, máy bay không người lái, vật liệu nano, công nghệ sinh học, trí tuệ nhân tạo, kết nối vạn vật v.v. Rồi sản xuất theo hướng công nghiệp hóa, tập trung tạo ra khối lượng sản phẩm lớn. Người quản lý và người sản xuất thì có kiến thức, trình độ chuyên môn giỏi. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ quan sát hình 1.5 ở đây. Đây là một số cái mô hình sản xuất trồng trọt. Thì các em hãy cho biết, các em quan sát và các em cho biết hình nào là trồng trọt công nghệ cao, vì sao. Rồi tiếp theo nữa là có những công nghệ cao nào được áp dụng trong những cái hình này. Thì các em thấy ở đây hình 1A thì đây là trồng theo cái phương pháp đó là hình A. Như vậy thì các em sẽ cho biết trong tất cả 6 hình này, hình nào là trồng trọt công nghệ cao và vì sao? Thì chúng ta thấy ở đây có là hình C, hình D và hình E. Thì đây là những cái cách trồng trọt sản xuất sử dụng công nghệ cao. Thì ở đây các em thấy hình C. Hình C ở đây đây là áp dụng cái công nghệ cao, đó là hệ thống phun nước tự động. Rồi hình D đây là ứng dụng công nghệ cảm biến. Và hình E ở đây là thu hoạch sản phẩm nhờ robot. Như vậy, quan sát hình 1.5, một cách hình thể hiện trồng trọt công nghệ cao đó là hình 1.A, 1.5A, 1.5C, 1.AC, D và E. Thì ở đây tại sao các cái hình này thể hiện cái trồng trọt công nghệ cao? Thì các em thấy hình 1.5C, 1.5C thì đó là cái hệ thống phun nước. Còn hình 1.5D thì ứng dụng công nghệ cảm biến. Còn hình 1.5E đó là thu hoạch sản phẩm nhờ robot.
Rồi tiếp theo là ví dụ địa phương em là nông thôn nên chưa áp dụng công nghệ cao nhiều nhưng đã áp dụng cái phương thức sản xuất tiên tiến như là thủy canh, dùng hệ thống phun nước tự động v.v. Rồi tiếp theo là phần em có biết ứng dụng công nghệ cao trong dự báo sâu bệnh thì cái ứng dụng hệ thống thông tin địa lý GIS là phân tích mối quan hệ giữa cái quá trình sinh trưởng của sâu bệnh với các yếu tố thời tiết, thiên địch, điều kiện địa lý. Có thể là dự báo sự xuất hiện và bùng phát sâu bệnh, đưa ra được những cái giải pháp phòng trừ tốt nhất. Rồi tiếp theo số 5 nhỏ là một số ngành nghề trong trồng trọt. Thì có nhiều ngành nghề trong trồng trọt như là chọn tạo giống cây trồng, này trồng trọt, khuyến nông, bảo vệ thực vật. Thì cái nghề chọn tạo giống cây trồng đó là người làm nghề này thì thực hiện cải tiến và phát triển các cây trồng mới năng suất cao, chất lượng tốt ở hình 1.6. Còn nghề trồng trọt đó là người làm nghề này tham gia sản xuất và quản lý các cây trồng khác nhau như là lúa, rau, cam vải, cà phê v.v. ở nông hộ hoặc là trang trại. Người làm nghề này có nhiều kinh nghiệm và có kiến thức đa dạng từ đất đai, khí hậu, trồng trọt, kiểm soát sâu bệnh, thu hoạch đến kinh doanh. Còn nghề bảo vệ thực vật đó là nghề làm nghề này. Người làm nghề này thì đưa ra những cái dự báo về sâu bệnh và các biện pháp phòng trừ hiệu quả, an toàn, giúp bảo vệ mùa màng và môi trường sinh thái. Còn nghề khuyến nông, tức là người làm nghề này thì đưa ra những cái hướng dẫn kỹ thuật giúp cho người sản xuất tăng năng suất, chất lượng cây trồng và hiệu quả kinh tế. Những người làm các nghề trên thì có thể được hoặc là không được đào tạo từ các cơ sở đào tạo về nông nghiệp. Như vậy câu hỏi ở đây, em hãy kể tên và nêu đặc điểm của một số ngành nghề trồng trọt. Thì ở đây, tên và một số đặc điểm của ngành nghề trồng trọt đó là thứ nhất là nghề chọn tạo giống cây trồng. Nghề chọn tạo giống cây trồng. Người làm nghề này thì thực hiện cải tiến và phát triển các giống cây trồng mới năng suất cao, chất lượng tốt. Tiếp theo là nghề trồng trọt. Thì người làm nghề này tham gia sản xuất và quản lý các cây trồng khác nhau như lúa, rau, cam, vải, cà phê ở nông hộ hoặc là trang trại. Thì người làm nghề này có nhiều kinh nghiệm và kiến thức đa dạng từ đất đai, khí hậu, trồng trọt, rồi kiểm soát sâu bệnh hoặc là thu hoạch từ kiểm soát sâu bệnh, thu hoạch cho đến là kinh doanh. Rồi tiếp theo thứ ba đó là nghề bảo vệ thực vật. Thì người làm nghề này đưa ra những cái dự báo về sâu bệnh và các biện pháp phòng trừ hiệu quả, an toàn giúp bảo vệ mùa màng và môi trường sinh thái. Rồi tiếp theo là nghề khuyến nông. Là người làm nghề này thì đưa ra những cái hướng dẫn kỹ thuật giúp cho người sản xuất tăng năng suất nè, rồi chất lượng cây trồng và hiệu quả kinh tế. Thì những người làm nghề này có thể được hoặc là không được đào tạo từ các cơ sở đào tạo về nông nghiệp. Rồi ví dụ như là mình cảm thấy phù hợp với nghề nào. Thế đây cô ví dụ như bản thân em thấy phù hợp với nghề chọn tạo giống cây trồng vì bản thân em là một người thích mày mò nghiên cứu. Thì em muốn mình có thể tạo ra được nhiều giống cây trồng mới phát triển, đạt năng suất cao, kết cho đời sống cho bà con nông dân và góp phần cho nền kinh tế Việt Nam phát triển. Rồi, cuối cùng thì ở đây cái phần kiến thức cốt lõi chúng ta cần nắm vững đó là
trồng trọt cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người, nguyên liệu làm thức ăn cho chăn nuôi, nguyên liệu cho công nghiệp sản xuất cho xuất khẩu, tạo việc làm, góp phần xây dựng cảnh quan, bảo vệ môi trường. Rồi, ngành trồng trọt nước ta thì có nhiều triển vọng trong tương lai. Các nhóm cây trồng phổ biến được phân loại theo mục đích sử dụng như cây lương thực, cây thực phẩm, cây công nghiệp, cây ăn quả và theo thời gian sinh trưởng là cây hàng năm và cây lâu năm. Thì một số phương thức trồng trọt phổ biến đó là trồng ngoài trời và trồng trong nhà có mái che. Rồi, trồng trọt công nghệ cao là việc ứng dụng những cái công nghệ mới, tiên tiến và sản xuất trồng trọt. Rồi, một số ngành nghề trồng trọt, chọn giống cây trồng trọt, bảo vệ thực vật, khuyến nông. Thì đây là những cái kiến thức cốt lõi chúng ta cần nắm vững. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi môn công nghệ lớp 7 của bộ sách Cánh Diều. Thì sau khi xem xong các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh Thầy Liêm để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và chào tạm biệt các em.